Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê thích đánh chim đêm trên toàn quốc. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin thanh lý tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm. Lý do thanh lý thì anh em cũng biết rồi. Hiện tại ngoài miền Bắc thì còn ít anh em là bám trụ lại đồng thôi. Bởi vì hết chim di cư rồi. Bây giờ còn điểm nào đẹp thì chim nó quẩn lại nó làm đồng thôi. Còn anh em khu vực miền Trung hoặc miền Nam bắt đầu vào đầu vụ hoặc là giữa vụ mà xem được cái video này thì nhanh tay nhấc cái điện thoại lên liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video này để nhận được những cái giá lưới ưu đãi nhất hiện tại. Chương trình áp dụng thì từ giờ đến cuối năm anh em. Hiện tại bây giờ đang là 24 tháng 12 dương lịch rồi. Bắt đầu kể từ ngày này thì anh em mua là giá cực kỳ là rẻ luôn. Sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết về từng cái mẫu lưới. Giới thiệu đến đâu thì em sẽ báo giá chi tiết cho anh em. Đầu tiên là về lưới đánh vạc. Đây lưới đánh vạc đây anh em này. Lưới đánh vạc thì nó sẽ có hai củ chính. Hai củ chính, một là khổ 50 và một là khổ 100. Đấy, với cái mắt lưới của nó là mắt 12 phân, còn sợi của nó là sợi 20. Đấy, lưới đánh vạc này thì chiều cao của nó là 4 diềm 3 túi. Đấy, 4 diềm 3 túi thì khi hoàn thiện xong, đấy chia từ túi, đấy chia cọc, chia khoang cho anh em hết rồi. Đấy thì nó còn khoảng tầm hơn 3 mét để về anh em sử dụng. Còn về cái diềm đúc này, diềm giường ấy, tất cả mọi lưới thì nhà em đều làm cho anh em là bằng diềm cước đúc. Đấy, đúc kết lại bao nhiêu năm rồi là diềm dù thì nó gặp mưa nó rất là võng. Cái thứ hai nữa là cái độ bền của nó không cao. Đấy, khi anh em sử dụng cái diềm này thì nó đóng vào là nó có độ nhún nhảy là chim nó khóa rất là nhanh. Đấy, mỗi cái nó có một ưu điểm nhưng mà về cái cước này thì nó sẽ nhiều ưu điểm hơn. Đấy, về cái diềm dù đấy là lưới đánh vạc nhé, có khổ 50m và khổ 100m. Đấy, giá tiền hiện tại bên cơ sở trước kia là bán là 700, 750 100m. Đấy, đầu vụ là 750, giữa vụ là 700. Hiện tại bây giờ không còn gọi là cuối vụ cũng hết rồi. Đấy, gọi là thanh lý, giá thanh lý lưới tốt này. Đấy, giá của nó bây giờ cơ sở đang bán là 600.000 đồng trên 100m. Đấy, anh em mua 50m là 330.000. Đấy, nếu mà anh em mua 100m thì chỉ có 600.000, trong đó đã bao gồm cái phí vận chuyển rồi. Còn sợi lưới đây anh em này. Đấy, sợi lưới thì nó rất là mềm. Đấy, và dai. Đối với cái hàng lưới đánh vạc này thì bao cho anh em là chạy mắt luôn. Đấy, không bao giờ chạy mắt luôn. Đấy, sợi của nó là sợi cước cực kỳ là tốt. Đấy, còn hàng thì anh em mua nhé, giá thanh lý nhưng mà mua là vẫn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, chất lượng ổn định thì anh em thanh toán đối với người giao hàng. Đây là lưới đánh vạc. Còn tiếp theo thì đây là cái mẫu lưới, mẫu này là mẫu lưới 7 phân này. 7 phân thì là cái mẫu lưới đánh tổng hợp. Đấy, anh em đánh từ những con chim nhác hoa đổ lên đến gà trích thì sợi tổng hợp này thì bên em là sẽ làm cho anh em là sợi 18 này. Đối với cái lưới này thì phôi lưới ở đây này, phôi lưới nó chính xác là cái phôi lưới cước chân xanh lưới hải lợi này. Đối với cái lưới này thì cái thứ nhất là nó không chạy mắt này. Đấy, tỷ lệ chạy mắt là đa số là hầu như là không có. Và cái thứ hai nữa, sợi lưới nó cực kỳ là mềm. Đấy, anh em sờ tay vào nó rất là mềm. Lưới này thì khi chim nó đóng vào thì những cái con chim nó đặc tính của nó trèo tốt ấy, thì nó sẽ không trèo được bởi vì sợi nó cực kỳ là mềm và cuốn luôn. Và cái thứ hai nữa là bên cơ sở em là làm rất là nhiều thịt. Đối với cái lưới này anh em này, đọc rõ cho anh em này. Đấy, lưới là mắt 7 phân, sợi là sợi 18, chiều cao của nó là 115 mắt. Đấy, ví dụ mà 5 cọc thì vẫn làm cho anh em là 50 mét, còn một 3 cọc là 100 mét, 50 mét, còn 5 cọc là 100 mét. Đấy thì anh em về lưu ý là chuẩn bị xào để đi đánh. Còn lưới thì tất cả những cái mẫu lưới bên em là trừ cái phôi này. Đấy, còn không thì làm nên hoàn thiện như này. Cái thứ nhất đã sơn màu đen tàng hình. Và cái thứ hai nữa là tất cả các đầu nhôi cọc này, diềm này đã chia khoang ổn định hết cho anh em rồi. Đấy, cũng là một cái người đi đánh chim cũng khá lâu năm rồi. Đâm ra là bên cơ sở em làm lưới cũng như là biết. Đấy, biết là chia khoang, chia túi tầm nào để chim nó vào là hợp lý. Đấy, tiếp theo thì đây là cái mẫu lưới 8 phân đây anh em. Đấy, 8 phân đây, 8 phân thì sợi nó to hơn một chút. 8 phân là sợi, 19 anh em. Đấy, sợi 19 thì anh em đánh được gà, trích, đấy, cuốc. Đấy, ví dụ lưới 8 phân này anh em đánh được những con chim này. Thứ nhất là sâm này, thứ hai là gà này, thứ ba là trích này. Đấy, trích thì có hai loại, trích ré, trích cầu. Đấy, anh em sử dụng đánh cái lưới này khá là hợp lý. Đấy, mắt bảo hành cho anh em là 100 mắt thì may ra có 1 mắt đến 2 mắt chạy. Thì cái 1, 2 mắt đấy chạy thì không thể sổng được chim. Đấy, khi anh em trăng ra ngoài đồng thì chỉ cần gặp lắng tầm khoảng tiếng đồng hồ thôi là nó lại chết mắt lại. Đấy. Về cọc kiếc thì hình thức thì nó vẫn như là cái lưới 7 phân đánh tổng hợp anh em nhé. Lưới đánh trích. Lưới đánh trích thì mấy cái lưới 7 phân này
nó sẽ gồm cái giá chung. Trước kia là bên cơ sở bán là 800.000 đồng trên 100 mét lưới như thế này. Đấy, hiện tại thì giá của nó là về vị trí là 600.000 đồng trên 100 mét. Đấy, anh em lưu ý 600.000 đồng trên 100 mét. Đấy, chương trình là chỉ có áp dụng từ giờ đến Tết thôi. Đấy, anh em nào mà xem được video thì tranh thủ đặt hàng. Đấy, tiếp theo bên đây là lưới đánh mắt đỏ này. Lưới này thì đánh được mắt đỏ, mắt sáo trăng nghịch. Đấy, mắt lưới 4/8 này, 4/8 mắt ngang anh em này. Đấy, chiều cao của nó là 120 mắt. Còn đây là tay lưới 100 mét này, 100 mét thì là 5 cọc, đấy 5 diềm 4 túi. Lưới này nó sẽ có 2 mũi. Hàng này mà về mà đánh mà bị chèo tỷ lệ 30% thì em đền lại tiền cho anh em nhé. Bao không chèo. Đấy, ba con chim này cũng là ba con chim nó chèo rất là tốt so với tất cả những dòng chim khác. Đấy, lưới mắt 4/8, đánh mắt đỏ, mắt xéo, chẳng nghịch. Đấy, lưới 5 diềm 4 túi. Lưới này thì giá cả là 600.000 đồng. Đấy, 600.000 đồng trên 100 mét. Trong đó là chưa bao gồm cước phí vận chuyển anh em nhé. Tiếp theo là lưới đánh rẽ run này. Lưới đánh rẽ run đây anh em. Lưới rẽ run đây. Lưới rẽ run thì rẻ thôi. Lưới này thì đầu vụ nó cũng rẻ mà. Lưới này thì hiện tại là 300.000 đồng trên 100 mét. Còn mua 50 mét là giá 200.000 nha anh em nhé. Đấy anh em lưu ý tham khảo. Lưới rẽ run là sợi 15. Đấy, chiều cao mắt của nó là chiều cao mắt đây, bao nhiêu mắt đây? Quên, chiều cao mắt của nó là 75 mắt này. Đấy. Sợi 15. Đấy, 4 diềm 3 túi. Đấy thì anh em cùng tham khảo nha, đây là tổng hợp những cái mẫu lưới đánh chim đêm rồi. Đấy, anh em tham khảo cần mua về những cái mẫu lưới nào thì em đã báo giá cụ thể cho anh em hết rồi. Đấy, anh em cần mua về cái mẫu lưới nào thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở. Đấy, còn khi nào mà hết hàng ấy, thì cơ sở là báo cho anh em hết hàng. Còn hiện tại anh em cứ mua từ giờ đến Tết là cơ sở bảo hành cho anh em là hàng lúc nào còn rất là dồi dào. Đấy, phôi lưới đây, phôi lưới đây. Đấy, phôi lưới thì không thanh lý nha anh em nhé. Phôi lưới để làm ra bán lưới thanh lý thôi, không thanh lý phôi lưới. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần cho mình những cái mẫu lưới nào thì anh em liên hệ cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn anh em nào mà thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.